Đây sau hơn một ngày trời xịt silicon cái kiểu để cho nó khô các bạn, rồi xịt sơn nữa. Cuối cùng tụi mình đã hoàn thành các bạn. Tụi mình là xịt là bít cái cửa luôn nè. Không có chơi cái nha, bỏ cái cây nữa mà dạng như bây giờ là tụi mình là xịt cái cửa luôn. Đây tụi mình lấy silicon là xịt bít cái cửa luôn các bạn, không cho nước chảy vô nhà nè. Đó. Còn đằng đó là cái đồ thoát nước thì tụi mình lấy một cái miếng gỗ rồi lấy đồ rồi tụi mình chặn cho đó lại. Bây giờ cô An nó đang dọn rác. Dọn hết rác ra sau đó bắt đầu tụi mình bơm nước vào nha và chơi thôi. Wow, một cái hồ rất là lớn các bạn, cao hơn đầu luôn, nước thẳng người cái cô An. Đó, lúc đầu luôn á. Đây bơm đầy lên là lúc đầu luôn á. Không. Không biết đầy nổi không nữa. Có tô cơm của Bảo. Đường tí nè. Xin chữ ký em. Rồi ok, bơm nước vô luôn. Wow. Rửa luôn ấy, rửa sàn luôn ấy. Xả hết luôn ấy. Thôi nước đừng có xả. Xả nước này đủ rồi. Rửa cái sàn luôn ấy. Sau một ngày cực khổ cuối cùng cũng bơm nước được rồi nha. Nãy giờ là khoảng nửa tiếng thì mình bơm được khoảng một gang tay nước các bạn. Nên mình nghĩ là chắc phải 3 tiếng mới có thể đầy được cái này các bạn ơi. 3-1 tiếng mới đầy nổi. Mấy con cu đó đang ngồi hóng nè. Làm công trình làm cả ngày trời luôn các bạn. Mấy ngày xui nữa mình mưa nữa chứ. Ở đây là tụi mình là xịt silicon bít cái cửa lại luôn nè. Đó các bạn thấy không? Bít cái cửa lại luôn. Bít hết cái cửa lại. Để nước nó không chảy vô nhà các bạn. Mình nghĩ lần này là ok hơn nha. Và đây mình đã bơm được nửa cái hồ các bạn ơi. Hiện tại là đã 3-4 giờ chiều rồi. Nếu mà bơm mà đầy cái hồ mình nghĩ chắc tới phải 6 giờ tối các bạn. Nên cả đảo mình quyết định là tắm luôn nha, tắm nửa hồ luôn. Lần sau nếu như có kinh nghiệm thì tụi mình sẽ bơm buổi sáng để trưa tắm là vừa các bạn. Chứ giờ là bơm nửa là chiều là tắm không có ngon. Ok, nên giờ mình sẽ nhảy xuống khai trương luôn nha. Đó. Phê lòi luôn mấy má ơi. Đúng phê luôn tí, xuống tí. Phê không? Chả. Nữa nè. Đủ, cái này có ăn ngon chứ hả? Đâu. Đây nè. Đây kết quả là cái hồ bơi là được như vậy các bạn. Ok, anh lặn thử cái nha. Đây nó quay cái đó anh. Quay anh chén cái cửa. Tới vừa ra, nó chạy vô tới vừa Bảo. Ờ, vô qua đây. Đây, bèn cái gì? Thường là cái hồ kia là nhảy là bãi đúng không? Ờ. Nhảy hồ là bãi không anh? Ờ. Ý da. Đúng ghê luôn mấy má ơi. Sao em? Đã không cái hồ mà gỗ nhiều. Đúng rồi anh. Ok, làm mà phát nặng ha, không có bình coi. Thank you.
chị báo mày nặng quá ngồi lên đó không được mà. Nó nặng quá, nó nặng quá nó ngồi nó không được. Ok, mình sẽ biểu diễn màn lấy vừa đập tường nha, chứ phải lấy vừa đập đầu các bạn. Đây là mình đập cái ảnh chứ mình kêu mày kêu tắm mày người kia quá. Dạ, máu me không anh. Trời ơi, vừa gì cứng dữ vậy ăn. Phải lớn chưa? Cháy thì gám mày. Trời ơi, già quá hay sao á. Mấy cái vừa có bốn cái thấy hết luôn á. Quá. Ấy dạ. Trời ơi, vừa đâu. Thành vừa khô luôn nè. Xé ăn, nắm xé ăn. Đó. Ôi. Wow. Mình lột xét vừa luôn rồi nè, từ từ từ. Vừa này chắc ngọt. Được rồi, vừa gám rồi. Vừa kì á, vừa lạ chứ hả. Đập lại mấy cái nữa. Wow, vừa được uống rồi nè. Ông cứ ngọt ăn ơi, vừa giỡn quá à. Vừa em lụm đâu, vừa giỡn quá. Lạc nhát nè. Vừa là bị gì lạc nhát đó bạn ơi. Nói chung là uống nó không có ngọt, nó lại lợ thì sao ha. Cái cái ha. Cái cái ha. Chứ nước không ngon rồi. Cái quá trời luôn. Ba đêm. 1, 2, 3. Từ từ. Vô. Go. Đây, 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 lấy cái này ăn nè. Wow. Wow. Nè, lấy này mình cãi đây nè. Xé luôn ăn, anh với em thằng cãi. Rồi, quay anh nè Bảo. Đúng hả? Đây, 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 đây. Cãi thì rất ok các bạn ơi. Wow. Hộp cạo chảo coi. Đúng ngon luôn. Đây mới ngon nè. Ok, bây giờ tụi mình sẽ cho bong bóng nổ dưới nước được như thế nào các bạn. Được chưa Tây? Được rồi em ơi. What the fuck? Ok, bây giờ mình sẽ thử uống nước ngọt dưới nước nha bạn. Rồi, rải xuống luôn chứ. Trời ơi. Uống được. Nhưng mà nó hơi ngợp các bạn, tại vì không không khí, tại vì nút vậy nè. 1 2 3 quất. Sao? Ngọt.
bẫy kiến. Kiến này nguy hiểm gì à? Bẫy kiến. Sao không? Bị dính vô mắt hả? Không bị gì hết mà bẫy kiến. Ô bố, bẫy review đi. Ở miễn hả? Kiến gì lại chứ à? Thôi không có kiến này, không có kiến này đang biết gì không? Kiến cực lực kỳ vậy. Má thắt bụng rồi anh. Nghe chân em đau quá, chảy máu rồi, chết rồi. Chảy máu đau rồi. Trời ơi, cái kiến nó nguy hiểm quá vậy bạn. Mà nhảy một cái là bẫy kiến luôn các bạn ơi, nguy hiểm quá. Wow. Kiến hồi cắm đào rồi. Kiến hồi cắm đào hả? Kiến hình như là 200 mấy 300 ngàn gì á, chân về chết rồi. Wow. Nó bẫy lung lung bang á. Trời ơi. Kiến ta là bằng con su, bọn này đã bằng kiến luôn nè ha. Ghê quá ha. Kết quả là mình đạp vô cái miếng miệng chảy máu luôn các bạn ơi. Nguy hiểm quá, thôi đi lên luôn chứ tắm cái gì nữa trời. Wow. Mất kiến là hại. Kiến tốt 200-300 ngàn gì đó. Chết rồi, lên với anh. Tiêu rồi. Để em bơi lại. Em ngay trong này có miếng chai nha, đừng lại đây nha. Em lên. Đi trường em. Bơi lấy áo được. Nè, lấy áo. Cái chết bất ngờ. Mình mừng đi. Này gì bồm. Ta đã cho em bồm trước rồi anh ơi hả vậy. Đừng lại cho nói chỗ nó biển chai không à, nguy hiểm lắm á. Đi lên đi, đi lên. Da đau quá. Tắm nước vô giò đau quá, hết tắm được các bạn ơi. Ghét quá. Lên. Cũng giò thôi mày. Cái chết bất ngờ. Trời, nó giục cái kiến này ra ngoài ấy, đập hôm nay ghê quá à. Mẹ nó ơi. Cứu hậu. Ghê quá các bạn ơi. À, phu qua kia bên đó có kiến, ngay chỗ này có kiến nè. Mẹ chào tí ra. Kết quả là đang tắm vui tự nhiên mình nhảy cái kiến nó bị bể các bạn. Thôi là cả đám mình lên luôn chứ tắm nữa là đạp biển chai là lũng giò chết luôn, mình bị lũng phát rồi. Anh là biến ha. Đang vui quá trời ơi. Ôi. Tự nhiên có cái hồ sau nhà tắm đúng phơi luôn các bạn ơi, mà tự nhiên cái kiến là mắc vui rồi. Dọn đồ. Hỏi ghế tự leo luôn ấy, lên luôn. Tự leo mà. Rồi bảo giờ con heo biển nó trồng lên. Lên thử bảo. Đồ ghê em, bảo đến tới tí. Cứu lên, cứu nó. Lên lại cái nữa. Cố lên em, đó, rồi cố lên. Rồi. Thấy chưa, heo biển mà giỡn hả? Lên luôn tới đây, đứng đó chút nước giò tới rồi. À, giờ mình có không biết tới đây các bạn ơi. Kết quả là đang tắm rất là vui, tự nhiên bể cái kiếm cái lũng giò chảy máu luôn má ơi. Nước khắm vô rác quá, hết tắm được rồi. Để mình kết thúc video đây, bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Nói chung là cái kiến đây là cái loại kiến bơi kiến lặn chống sương mù các bạn. Nhưng mà được làm bằng kính chứ không phải là bằng nhựa nha. Kết quả là nó bể các bạn ơi.